Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, cả đàn ông và phụ nữ đều là những động vật có giác quan phong phú. Ngoài thị giác, thính giác thì cái quan trọng là xúc giác. Những cặp vợ chồng trẻ đang yêu nhau say đắm thường thể hiện tình yêu của họ qua những nụ hôn. Thậm chí những cặp vợ chồng già có thể tận hưởng cuộc sống chăn gối của họ tốt hơn nếu họ hôn nhau thường xuyên. Điều mà từ trước tới nay, bất kỳ người phụ nữ nào cũng ghét ở đàn ông, đó là đi thẳng vào chủ đề mà không có một chút cảm xúc nào. Cho dù đó là tình cảm hay thể chất, thì nó đều cần được ấp ủ với những cảm xúc nâng niu, mơn trớn. Đặc biệt xúc giác của phụ nữ thường rất nhạy cảm với những nụ hôn. Có rất nhiều vị trí đặc biệt trên cơ thể con người mà một khi hôn sẽ có những cảm giác tuyệt vời. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những bí mật này nhé. Các bạn thân mến, người ta thường dùng một khái niệm đó là vùng xói mòn ở phụ nữ. Khái niệm này dùng để chỉ những nơi có lượng dây thần kinh tập hợp nhiều nhất. Vậy dây thần kinh tập hợp nhiều nhất ở những vùng xói mòn nào? Chắc chắn đàn ông nghĩ rằng đó là vùng tam giác của phụ nữ. Điều này không sai. Tuy nhiên, 77% phụ nữ không thích đàn ông chạm vào vị trí đó đầu tiên. Thậm chí có 1/2 số phụ nữ cảm thấy rất thất vọng và khó chịu nếu đàn ông quá vội vàng để khám phá nơi đó. Vậy thì phụ nữ thích gì? Họ thích được đàn ông mát xa khắp nơi giống như một con mèo. Phụ nữ cần có một khoảng thời gian để xây dựng hứng thú thân mật. Khoảng thời gian này rất quan trọng đối với họ. Chúng ta hay gọi là màn dạo đầu. Vì vậy, ngoài khu vực riêng tư thầm kín thì còn nhiều vùng khác đàn ông nên rất quan tâm. Thứ nhất là vùng da mỏng. Da là cơ quan rộng lớn nhất bao phủ trên cơ thể con người. Chạm và hôn lên da có thể mang lại cho con người cái cảm giác an toàn và phấn khích. Nhất là các cái vùng da mỏng thì sự tác động của nụ hôn là rất mạnh mẽ. Chúng ta để ý những đứa nhỏ khi mà được người lớn dùng tay vuốt ve sau lưng thì nó sẽ rất dễ ngủ. Thậm chí là đang khóc, nó cũng có thể nín khóc, bởi vì nó cảm thấy dễ chịu từ tác động của việc vuốt ve lên da. Và da càng trở nên nhạy cảm khi hôn, bởi vì nó còn có cái tác động mềm mại của đầu lưỡi và hơi thở của bạn. Do đó, đừng để sót vùng da nào khi quan hệ các bạn nhé. Thứ hai là tai. Da của tai mỏng có nhiều dây thần kinh liên kết với não. Do đó, thổi hơi nhẹ và thì thầm vào tai thì sẽ làm cho người bên kia cảm thấy tê dại lạ thường. Bình thường trong lúc không ân ái, chúng ta thì thầm vào tai đã có cái cảm giác rùng mình, đúng không ạ? Vì vậy cho nên đây là một vị trí cực nhạy cảm của phụ nữ mà đàn ông không nên bỏ qua. Thứ ba là ở cổ. Da ở cổ và xương quai xanh rất mỏng nên không thể bỏ qua những chỗ này nếu bạn là một người đàn ông thực sự chăm chỉ trên giường. Cách đơn giản nhất là lướt nhẹ nhàng sau gáy và hai bên cổ có thể nhanh chóng khơi dậy ngọn lửa trong tim của người phụ nữ. Không cần phải quá cầu kỳ hay là phải chuyên nghiệp như thế nào. Hãy cứ làm một cách tự nhiên, các bạn sẽ thấy rằng nhiệt độ da của cô ấy sẽ nóng lên một cách khó tin các bạn nhé. Thứ tư là vùng eo, bụng và vòng ba. Đây là những bộ phận hấp dẫn giới tính nhất trên cơ thể, dễ sinh ra hưng phấn sau khi được kích thích. Và cách để đánh thức dây thần kinh ở các vùng này, không có cách nào tuyệt vời hơn chính là đầu lưỡi của bạn. Sự tương tác
tạo ra sự ma sát giữa bộ phận cơ thể hai giới tại các vùng xói mòn này là cực kỳ cao. Thứ năm là vùng miệng. Bộ phận lưỡi của con người là nơi trú ngụ dày đặc các đầu dây thần kinh. Khi chạm vào nhau, nó sẽ truyền đến não để kích thích cơ thể sản sinh ra các hormone khoái cảm như endorphin, dopamine và oxytocin, tạo cho con người cảm giác sảng khoái và hưng phấn. Người ta cho rằng hôn là một bước thiết yếu nhất trong màn dạo đầu và tương tác tình cảm cao cấp hơn cả những cái hành vi tình dục khác. Nhưng có đến 50% đàn ông không làm được điều này. Nó chứng minh rằng rất nhiều đàn ông thiếu kỹ năng chăn gối, hoặc có thể là nhiều đàn ông quá coi nhẹ cái chuyện này, mặc dù là biết chuyện chăn gối là rất quan trọng đối với hạnh phúc hôn nhân. Trên đây mình vừa mới nêu những vị trí dễ xói mòn nhất bởi một nụ hôn. Vậy kỹ thuật để hôn khi ân ái là gì? Hay nói cách khác là bạn cần lưu ý điều gì? Đầu tiên là phải luôn giữ cho đôi môi có hơi ẩm và mềm mại. Bạn cứ thử tưởng tượng một đôi môi thô ráp ở nứt nẻ sẽ khiến đối tác của bạn cảm thấy như thế nào? Nó rất khó chịu, phải không ạ? Không những nó không mang lại cảm xúc mà còn làm tụt cảm xúc, mất đi hứng thú. Phụ nữ có thể sẽ lảng tránh hoặc từ chối nụ hôn từ bạn. Hãy coi đôi môi của bạn như một thứ trái cây chín mọc để đối tác của bạn thèm khát cái trái cây chính đó. Thứ hai là hãy luôn giữ hơi thở thơm tho dễ chịu để bắt đầu một nụ hôn. Những cái mùi thuốc lá, mùi thức ăn hoặc là hôi miệng sẽ giết chết sự lãng mạn. Chẳng một người phụ nữ nào có thể có cảm xúc khi họ phải đối mặt với cái điều đó các bạn ạ. Vì vậy, hãy luôn hình thành một cái thói quen vệ sinh tốt, đánh răng và súc miệng hàng ngày để có một cái hơi thở gây quyến rũ đối với phụ nữ. Thứ ba là môi trường phù hợp. Hầu hết mọi người, đặc biệt là các cô gái, đều quan tâm nhiều hơn đến cảm giác riêng tư của họ và rất dễ buông thả nếu như môi trường đảm bảo sự kín đáo và an toàn. Trong một môi trường lãng mạn, chẳng hạn như ghế sau ô tô, ở bữa tối trong phòng dưới ánh nến hoặc phòng ngủ, thì ham muốn được hôn của cả đàn ông và phụ nữ đều sẽ được khuếch đại. Thứ tư, đó là đủ cảm xúc. Một nụ hôn không có cảm xúc, ngay cả khi các kỹ năng thực hiện ở mức đầy đủ, cũng không tạo ra được sự đồng điệu. Có một tiểu thuyết gia đã nói rằng 4 đôi môi ngọt ngào, 2 tâm hồn trong sáng và 1 tình yêu bất tử. Đó là vẻ đẹp của một nụ hôn. Điều đó có nghĩa là không nên miễn cưỡng hoặc ép buộc một người không sẵn sàng, hoặc chính bản thân bạn không sẵn sàng cho một nụ hôn. Điều này đơn giản là không mang lại được giá trị nào quá lớn. Và một lưu ý cuối cùng cũng khá quan trọng, đó là phải nắm rõ sở thích và vùng nhạy cảm của đối phương. Mình đã nhắc tới những cái vùng có khả năng xói mòn nhất của phụ nữ rất nhạy cảm với nụ hôn. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có vùng xói mòn tương tự nhau. Bởi ở một số người, họ cảm thấy bị nhột quá mức. Người ta gọi đó là hội chứng máu buồn. Vì vậy, cần xác định nơi nào phụ nữ không thích chạm vào. Bởi khi phụ nữ quá nhột, họ sẽ phản ứng đào thoát, dẫn đến mất cảm xúc của cả hai các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.